Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bà nội Emily. Hôm nay mình đi móc tất nan cho em bé. Nguyên liệu chúng ta chuẩn bị chỉ là cây kim và những cuộn len. Các bạn có thể chọn màu sắc len sợi tùy theo ý thích của mình nhé. Hôm nay mình móc len cỡ 2.0mm và kim móc mình sử dụng 3.0mm. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn cuốn sợi vào ngón tay, đưa kim móc, sau đó chúng ta móc 3 mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả, đưa kim vào vòng tròn. Bây giờ chúng ta móc vào đây một mũi móc kép, hai mũi móc kép, ba mũi móc kép. Tổng cộng chúng ta cần phải móc 11 mũi móc kép, cộng với một cái dây xích lên hàng thành 12 mũi. Móc xong hàng móc, các bạn kéo và rút một mũi móc trượt để kết thúc hàng nhé. Lên hàng tiếp theo, chúng ta móc 3 mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả, móc vào chân mũi móc xích một mũi móc kép. Ở hàng móc này chúng ta móc tăng mũi nhé. Mỗi một chân mũi ở hàng dưới chúng ta móc thành 2 mũi ở hàng này. Tức là các bạn móc 2 mũi móc kép chung vào một chân. Cứ như vậy các bạn móc cho hết hàng móc.
Móc đến mũi cuối của hàng móc, chúng ta lại kéo và rút một mũi móc trượt để kết hàng nhé. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai hàng móc. Lên hàng tiếp theo chúng ta lại sử dụng 3 mũi móc xích. Ở hàng móc này mình không tăng mũi, mà mỗi một chân mũi mình móc một mũi móc kép. Móc xong hàng móc thứ ba, mình lại kéo và rút một mũi móc trượt. Lên hàng tiếp theo mình thay sợi khác màu và cũng lên hàng với 3 mũi móc xích. Ở hàng móc tiếp theo này chúng ta không cần phải tăng mũi.
móc hết hàng móc, mình lại dùng một mũi móc trượt để kết thúc hàng. Cứ sau mỗi một hàng móc, chúng ta lại sử dụng một mũi móc trượt nhé. Ở cái phần len màu đỏ này, mình móc thêm hai hàng móc nữa, tổng cộng thành 4 hàng móc. Sau khi móc xong 4 cái hàng móc với cái sợi len màu đỏ, mình lại thay sang sợi khác. Còn tùy ở các bạn nhé, các bạn có thể sử dụng màu sắc tùy ý, các bạn có thể điều chỉnh cái hàng móc sao cho phù hợp với bàn chân của các bé nữa nhé.
đến phần gót chân. Mình móc 16 mũi, tính cả cái dây xích lên hàng nhé. Sau khi móc xong 16 cái mũi móc kép, chúng ta lại lên 3 mũi móc xích, quay ngược miếng móc trở lại. Ở cái hàng móc này mình phải giảm mũi nhé. Khi móc được 6 mũi, mình giảm 2 mũi. Các bạn chú ý nhé. Bây giờ thì mình móc 6 mũi móc kép vào 6 chân mũi còn lại. Cách giảm mũi này khiến cho cái gót chân được khít hơn. Bây giờ lên hàng tiếp theo, chúng ta cũng lên 3 mũi móc xích, quay kim móc và quay miếng sản phẩm trở lại. Ở hàng móc này chúng ta lại giảm mũi nhé. Và chúng ta sẽ phải giảm 3 mũi. Các bạn chia đều ra hai bên rồi giảm ở phần giữa nhé.
Lên hàng tiếp theo, chúng ta lại móc 3 mũi móc xích, quay miếng móc trở lại. Ở hàng móc này mình giảm 4 mũi và cũng chia đều ra hai bên. Chúng ta giảm ở phần giữa. Ở hàng cuối của cái phần gót chân, các bạn chú ý rồi móc cùng mình nhé.
Chia sẻ của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì khi móc, cứ viết vào phần bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào.